Anh em nào chơi thể thao mà đùi gối yếu thì đừng bỏ qua clip này. Mình nghĩ anh em thủ môn thì chắc là ai cũng biết đến động tác này cả. Thật sự phải nói là trận nào mình cũng sử dụng cả. Và sau khi sử dụng nhiều như thế thì mình nhận ra rằng là đùi gối của mình không chịu nổi tải thì mình sử dụng quá nhiều như vậy. Nếu như mình không có biện pháp bảo vệ hay là hỗ trợ đùi gối thì chắc chắn là mình sẽ càng ngày càng nặng hơn thôi. Và đây là biện pháp mình chọn để bổ trợ lực cho đùi gối của mình bằng cuốn cơ Goodfit. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng nano hoặc là cao su non nữa, nhưng mà nano thì nó sẽ hơi cứng và nó sẽ đau đùi gối anh em nhé. Và cái lý do mình chọn băng cuốn cơ Goodfit ấy là loại này cực kỳ tiện luôn. Một cuộn nó chia rõ ràng ra 20 miếng luôn. Anh em muốn sử dụng thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần bóc ra và dán lên phần cần bổ trợ là được. Đây là cách hiện tại mình đang sử dụng và mình cảm thấy cực kỳ ok luôn. Không những đem lại hiệu quả tốt mà lại còn nhanh gọn tiện dụng nữa. Không chỉ riêng đùi gối, anh em còn có thể bổ trợ rất nhiều cho những phần cơ khác nhau nữa. Ví dụ như cơ đùi, bắp chân, bắp tay hoặc là sơ mi. Một hộp như thế này thì sẽ có một cuộn anh em nhé, và một cuộn thì sẽ gồm 20 miếng và đã được chia rõ ràng ra rồi, giúp anh em sử dụng cực kỳ tiện lợi luôn. Anh em sử dụng với bộ phận nào dài hơn thì mình không biết, chứ còn với mình như thế này là quá hợp lý luôn rồi. À, phần keo dính hơi bị chắc chắn luôn nhá. Anh em cứ thoải mái bay nhảy trong trận không lo bị tuột đâu. Cao su non thì nó sẽ rườm rà và nó sẽ dễ bị tuột trong trận, còn cái này thì anh em cứ thoải mái nhé. Hiện tại thì một cuộn này có giá là 199k. Với mình thì mình sử dụng mỗi trận 2 miếng rơi khoảng tầm 20.000. Và mình cảm thấy cái giá này là hợp lý anh em ạ. Chất lượng đi đôi với giá tiền anh em nhé. Khi sử dụng thì mình cảm thấy đùi gối của mình được bổ trợ rất là nhiều. Thậm chí những tình huống mình cố dướn đùi gối của mình cũng không hề cảm thấy nhát tí nào cả. Và mình vẫn sử dụng kèm theo bó gối anh em nhé. Anh em muốn tham khảo thì có thể ghé vào đây để tham khảo nhé.